Xin chào bạn, hôm nay đại lý Thiên Thành Tôn Đức tôi tiến hành lập hộp cái sản phẩm bồn cầu một khối. Bồn cầu này có cái mã hiệu là CK6730, cái tên tiếng Anh còn có là tên là Water, không biết tại sao cái tên là nước, không biết, tôi cũng chưa hiểu tại sao là cái tên này. Tôi sẽ tiến hành mở cái sản phẩm này ra nha. Thì cái bồn cầu một khối thì chúng ta đã biết, thì bồn cầu một khối thì nó sẽ có cái két nước và cái thân cầu nó dính vào nhau. Tôi nhìn qua thì trong đây nó không có cái phụ kiện gì đi kèm. Cái chúng ta sẽ có phiếu bảo hành, chúng ta lưu ý giữ cái phiếu bảo hành trong quá trình sử dụng để được bảo hành ha. Sau thì nó có cho chúng ta đi kèm cái nắp. Khả năng dây cấp nó sẽ nằm trong cái két nước rồi. Nắp này có cái mã hiệu là HA21, khả năng là xuất xứ Việt Nam. Đây, đúng rồi, cái này được sản xuất ở nhà máy Thuận An Bình Dương nha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành đưa cái cầu bồn cầu này ra. Khách cũng thông cảm là bồn cầu này đang trong hộp đó, nó cũng hơi bụi, để chúng tôi sẽ trưng bày ra, chúng tôi sẽ vệ sinh cho nó sạch hơn. Thì bồn cầu một khối này cũng có một cái thiết kế là cái két nước nó vuông ha, vuông vức, cái thân cầu thì nó hơi ôm vào, thì cũng đây là cái khả năng chắc để tiết kiệm chi phí giá thành. Trong lòng cầu thì cái này sử dụng chế độ xả xoáy ha, xả xoáy và lộ đẩy Z, và lòng cầu khá là sâu, và cái thân cầu đây tôi thấy cũng cái kích thước của nó khá là ngắn, nó sẽ phù hợp chúng ta lắp những cái nhà vệ sinh vừa và nhỏ, mà chắc đặc biệt là về có bề ngang nó nhỏ ha, tôi sẽ lắp cái bồn cầu này khá phù hợp. Và chúng ta lưu ý là bồn cầu này tôi thấy nó sẽ không đi kèm chúng ta là cái cao su non ngăn mùi ha, chúng ta lắp đặt chúng ta sẽ có một chút khó khăn một xíu, nhưng mà cũng không vấn đề gì. Đây là cái nắp của nó. Chúng tôi sẽ tiến hành lắp cái nắp này vô cho chúng ta xem luôn. Và cái này nó cũng là một cái thiết kế hơi dở về cái con ốc, là con ốc của nó lại lắp đặt là chúng ta phải thò tay xuống phía dưới, nó sẽ hơi khó khăn đối với bồn cầu một khối ha. Thì cái con ốc này á, nó sẽ phải thò cái tay xuống để chúng ta vặn con ốc dưới, đó là một trong nhược điểm của bồn cầu một khối. Đối với cầu cầu hai khối thì được, cầu một khối thì chúng ta khi lắp đặt rồi, chẳng hạn sau này chúng ta muốn thay thời thế hay cái sửa chữa thì nó hơi khó khăn. Đây, ta sẽ chú ý là chúng ta sẽ có cái cao su này ở phía dưới đây, nó đặt cái cao su này là để cho nó êm hơn, cũng tránh bị chạy di chuyển trong quá trình chúng ta sử dụng. Ta phải thò tay xuống chúng ta mới lắp đặt được cái bộ ốc này, nó mà hơi khó khăn. Cái bồn cầu này thì có cái phần lọ bằng sâu thì nó khá là cong, nên nhiều lúc nếu mà tay chúng ta nhỏ chúng ta còn thể vặn được, nhưng mà tay chúng ta to quá hoặc sẽ hơi khó. Chung cái này khuyến cáo chúng ta nên lắp đặt cái nắp này trước khi chúng ta lắp bồn cầu, chứ chúng ta lắp bồn cầu xong mà chúng ta lắp nắp thì nó cũng sẽ hơi khó đó. Tôi cũng mong là Thiên Thành nó sớm cải tiến cái bộ ốc này để cho việc lắp đặt nó được dễ dàng, hoặc thay thế nó dễ dàng hơn. Ốc này khá dài, các bạn, nãy giờ chưa tới. Cái cấu tạo của cái bộ ốc này chúng ta có thể xem qua ha. Quên, xin lỗi, cái này không phải nha. Cái bộ ốc này là tôi thấy mong muốn nó thay đổi bộ ốc này. Đây, đây bộ ốc của nó đây. Và nó có hai cái nút chụp đây, chúng ta lắp lại.
Thì Thiên Thanh thì sử dụng đinh vít ốc thì bằng nhựa thì nó cũng có một cái hay, nó không bị sét rỉ ha. Đây, chúng ta sẽ nhìn tổng quan cái bồn cầu này một phát ha. Thì cái bồn cầu này nó nhìn ở phía trước thì tôi thấy đâu đó nó cảm thấy nó hơi kỳ kỳ một xíu, là nó hốt vô, nhưng con cái chân thì nó lại vuông xuống. Đây, cái chân nó hơi vuông xuống phía sau này. Nhưng mà có thể là nhiều khách hàng sẽ có những cái sở thích kiểu như này thì nó một sự lựa chọn hay. Thì bồn cầu này sẽ có hai chế độ xả nhấn, xả tiểu và xả đại, nó rất là tiết kiệm nước. Thì sản phẩm này hiện tại đang được trưng bày ở showroom Thiên Thanh Tủ Nước chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc chúng tôi theo số điện thoại dưới cùng clip, hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.